Đấy, đấy bây giờ thấy anh chết đuối không? Anh chết đuối đâu? Anh chết đuối đâu? Chết rồi, ướt quần rồi. Không sao đâu. Đấy chống chống que vào rồi vào cái bờ đấy mà đi. Anh mà cho 20 nhé. Ui giời, con ông này còn đuối nữa. Người ta mơ như vậy. Với hộ như thế. Sao ướt quần được? Có cái ghế đồng kê mà ngồi. Ngồi đây cho nó cân bằng. Đấy, có thế nên nó đây 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 quen quen sâu không ốc cái này sâu ốc cái này gầm đầu dưới này ngọt còn ra ngoài nông nông đẹp muốn đi vào lái tay trái ố sao đi lùi lùi đảo cái kiểu gì vậy Đức ơi. Đây này giỏi phết. Cái gì nha anh? Cẩn thận mà trồng chanh ngã đấy. Không, nó vậy. Bạn... con biết bơi khổ quá. Con biết bơi. Biết bơi như cái thuyền con bơi. Mà con kẹp chân vào cái thuyền con được thì có mà bơi. Thấy chưa? Trèo về đây đi. Thôi nằm ngủ luôn ngoài đấy đi. Lấy cái gối mà nằm ngủ. Nó trôi đâu nó trôi. Ngày xưa thuyền to nó cũng cập bến này. Vâng. Bây giờ nó thu nhỏ lại không? Thu nhỏ rồi. Chứ là thuyền chở hàng ấy. Vâng. Đến tận đây.